chào anh em nhá. Đây hôm nay mình lại trộn mồi lăng xê nhá. Trộn này là trộn mồi mình gửi cho anh em đấy. Trộn mồi giống ngoại khi đấy. 200 một cân anh em nhá. À. Hiện tại thì mình có khoảng 4 đến 5 cân. Đây giờ trộn đều lên đóng gói anh em thôi. Anh em nào lấy thì để lại số điện thoại cho mình. Có 5 cân thôi anh em nhé. Còn thừa đâu thì mình để mình câu. Lâu lắm rồi không đi câu, cũng không trộn mồi lăng xê. Dịch dã này. Thôi tranh thủ đi câu trộn mồi chuyển cho anh em. Để còn kiếm tiền đi câu chứ. Anh em đi chuẩn không? Này có một câu cả năm không hết. Đi câu ít, đi câu liên tục thì chỗ này mồi được câu được 5 tháng ấy. Tối nay tí nữa mình trộn cái chỗ này còn thừa bao nhiêu. Thừa bao nhiêu thì mình lấy cái chỗ thừa đấy để mình trộn mồi lăng xê luôn cho anh em xem nhé. Một bịch này là 1 cân anh em ạ. Mình gửi 1 cân thôi nhé, không gửi 5 lạng đâu. Anh em là lấy thì lấy cả cân hộ mình này. Mỗi câu này anh em để thoải mái nhé. Anh em cứ cho vào lấy của mình rồi anh em về cứ cho vào cái lọ nhựa ấy. Mua một cái lọ nhựa nhỏ nhỏ cho vào. Thế anh em để câu thoải mái. Cứ thế nào bị câu thì bỏ ra.
mồi mình chuyên trôi là chính anh em, trôi gấu, trôi các kiểu trôi. Đóng vào 5 cân thế còn thừa bao nhiêu đây mình để mình câu anh em. 5 cân hoặc 4 cân thế còn thừa bao nhiêu mình để mình câu. Tại độ này cũng khả năng là dịch bệnh thì câu ở rất cao. Này gà khả năng còn không đến 1 cân thôi, thế là có 4 cân thôi anh em ạ. À, cái cân này thì tôi mình lấy cái hộp nhựa mình cho vào mình câu vậy. À, cái này mình để mình dùng anh em nhé. Chắc là nó không đủ 1 cân đâu. Vét hết thì cũng đủ đấy. Rồi thôi. Hơn 1 cân anh em ạ, hơn 1 cân đâu mà. Đó thôi, mình để cái cân này để mình câu nhá. Tí nữa mình lấy mồi này mình trộn anh em xem nhá. Ok. Còn thế là mình để 1 cân mình câu rồi, còn 4 cân thôi anh em nhá. Anh em nào lấy để lại số điện thoại anh em. Khoai thì vừa luộc nhá. Đây vẫn đang bốc khói này. Hôm nay mình cố gắng bóp cái lúc nó ấm ấm tí để cho khoai nó mềm nhá. Hôm nay thì mình không trộn như hôm trước nữa, hôm nay mình trộn nhiều hơn. Hai anh em đi câu, hôm nay thì trộn chỗ đây là một cân 8 khoai. Gọt đi rồi chắc còn cân 8 này thì chính cân 8 khoai lang này. Luộc này, khoai lang Nhật nhá, khoai lang Nhật anh em nhá. Đấy, vừa luộc xong đang để nguội này. Đây là cái mồi thừa lúc nãy của mình. Mình trộn cho anh em 4 cân đấy. Thì còn đây tí nữa mình sẽ lấy cái này mình đi câu nhá. Này, thì nó nhân số lượng lên. Thì hôm nay có thêm mỗi khi là 2 gói chép tàu không. Hôm nay gấp đôi số lượng là 4 gói chép tàu anh em nhá. Đó. Ok. Rồi còn tí phụ gia nữa thì tí mình trộn cho khoai nó nguội thì mình sẽ quay phim anh em xem tiếp. Hôm nay thì đi ra hồ đây anh em nhá. Bây giờ thì khoai đã nguội rồi nhá.
Con hơi ấm 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 một tí đấy, đồ để trộn đấy. Ok. Đấy, anh em xem. Đây là khoai lúc nãy này. Cái này cơm. Đây là tôi trộn nhiều nhá. Tôi trộn nhiều đấy anh em nhớ là tôi trộn nhiều đấy. Gói chép tàu này. Một gói. Đây tôi trộn gấp đôi mọi khi hai anh em câu. Đấy là trộn nhiều nha anh em nhá. Chuối anh em, chuối nhá, chuối tây này hai quả, chuối to này, chuối to này thì hai quả nhá, nhỏ thì ba quả, bốn quả. Bỏ mấy cái chuối này mang vứt vứt đi ruồng mỗi kinh quá. Wow. Mai đây ổ mồi hơi bị dã man đây anh em ạ. Đây mồi của tôi. Đây là cái mồi lúc nãy trộn đây anh em nhá. Một chén, ba chén anh em nhá. Hai chén. Ba chén, ok. Tay đấy anh em, nhiều nhiều gấp đôi mọi khi mà. Rất chi là thơm luôn, mồi hôm nay mới trộn ra ngoài nghèo. Mùi nó sộc lên thơm, kinh khủng. Bài này thì giới thiệu quá nhiều rồi. Quanh đây quẩn lại cũng chỉ quảng cáo cái mồi với cả cái lăng xê anh em nhỉ. Gì đâu anh em cứ áp dụng cái bài mồi lúc đầu của tôi đấy, thì xong rồi đi câu nhiều thì nhân số lượng lên, nhân số lượng đồ lên thế thôi. Có thời gian anh em nào mà có thời gian đấy, mấy anh em mà lấy mồi anh em nào có thời gian thì trộn trước như này cho vào tủ lạnh, trộn trước như này cho ngăn đá để đi câu dần, nào đi câu thì lôi ra đi thế cho nó lành. Để lúc đi câu đỡ phải bận rộn. Nay thì đi câu tối anh em nhé. Chiều mới xuống hồ chắc khoảng 5-6-7 giờ thì đấy mới xuống đến hồ kìa. Anh em làm sao bóp được cái khoai nó càng nhuyễn càng nhỏ càng tốt anh em. Hey.
Rồi, bóp cái đoạn này nó cũng nhàm lắm rồi. Để quay ra, mình tắt đi, quay ra live stream nhá. Anh em lâu lắm rồi không đi câu này, lôi ra đồ hỏng hết rồi. Ngồi sửa lại cả buổi chiều anh em. Hôm nay đi đánh lăng xê thì hôm trước đưa cho thằng em 4 bộ thì nó làm hỏng hết cả 4 bộ rồi, đứt hết rồi. Nay đánh nhá, toàn lăng xê mới anh em nhé. Đây mồi lúc lấy trộn đây. Bây giờ mình nắm trước, tại vì câu tối nên mình nắm trước khoảng 5 cục. Mình mang 6 bộ lăng xê đi nha anh em nhé, tại vì sợ đứt. Ok, mồi lúc cũng chưa trộn này. Đây là lăng xê nhá, lăng xê vẫn còn nhá. Lăng xê vẫn còn rất nhiều anh em nhá, còn tầm 40 bộ nữa. Đây là lăng xê của mình. Mùi rất chi là thơm anh em ạ. Mùi này đánh thì phê lắm này. Vừa khít luôn, không nhão, không khô. Câu tối thì đằng nào cũng phải nắm rồi anh em, đằng nào cũng phải nắm đi. Bây giờ tranh thủ đang ngồi nhà trời sáng như này thì có nắm đi, xuống đến nơi thì câu hết thì mình lấy mình thay, đỡ phải nắm phải không anh em. Quyết hôm nay có ăn cái sẩu gì không nha anh em nhá. Câu vẫn cái hồ 100.000 này thôi. Cái hồ này nó không có cá to đâu, nó có ít lắm.
tầm cá hơn cân gấu rồi. Đấy, anh em câu cái hồ này suốt thì biết cá nó không to đâu, thế thì nó mới có 100.000 anh em nhé. Toàn bộ là lăng xê mới tinh luôn anh em. Mình nắm thêm một cục nữa nhé, 5 cục anh em nhé. Ok vậy ok rồi. Đấy, 5 cục xuống hồ không phải nắm nữa anh em ạ. Đấy. Còn nhiều mồi lắm. Ok vậy là lên đường được rồi anh em. Tí nữa chờ tối trời tí thì đi. À.
Rồi ra hồ thì mình kia quay tiếp anh em xem nhá. Đang thu tí ra đánh quả đấy. Thằng đánh. Có được cá không anh ơi? Cá có ăn không? Đéo lấy gì? Hay lại già già bằng chú ấy, gọi bằng anh ấy. Dỗi đéo trả lời. Trời không kéo mưa anh em ạ. Tại vì quả này là quả đẹp cuối cùng. Ok, 7 phút anh em. Con đầu tiên nhá. Đấy, lên hẳn trên bờ. Đang không ai nhìn. Đấy. Cũng được nhỉ. Yeah. Sự khởi đầu nan, trời chưa tối anh em nhá. Phải cho nó 10 phút đi từ lúc xuống hồ đến giờ. Một cháu đầu tiên. Hôm trước thằng Hải đi nó rụng hết rồi, hôm nay toàn lăng xê mới đấy. Linh ạ. Cẩn thận nó dễ vào tay. Có kìm không anh? Có kìm mồm rồi. Đây, anh lấy kìm. Ăn sâu tận trong mồm luôn. Một em đầu tiên nhá. Nó hút vào nó không ra luôn. Cẩn thận nó dẫy nhá. Dẫy lưỡi nó đóng vào tay nó. Nguy hiểm nó, anh dính một phát nó. Cái lưỡi này nó đóng phát vào chân hôm ở trên ba vì. À đấy, gỡ được đấy. Đấy gỡ xong. Đấy bình thường. Đấy. Được. Ôi, cái này vừa quay phim lại vừa chụp ảnh được luôn này. Ồ đấy, sợ rồi. Ok. Đã lên hàng. À, tưởng giờ rời cá không ăn. Cá đâu anh? Ô, đừng bảo không có nhá, có mà. Đâu có à? Ô, thế chết rồi. Thế vứt túi đựng cá nhà rồi. Thôi để tạm mà vợt vậy, tí được thì xốc nó ra đây xong lại vợt tiếp em ạ. Không có dây nào. Buộc sâu nó vào để vợt. Là dây cước sâu được không? Đây, em lấy dây cước ở trong đây chắc này. Trong cái lọ. Lấy luôn dây cước đấy. Lọ nào anh? Ờ, ngăn kéo kia. Đấy, ngăn ngoài cùng có hộp xốp ấy. Ừ. Cắt lên đoạn. Sao được không? Đấy, cắt lấy đoạn bao mét đấy. Thế thôi nhỉ. Xong lấy cái que buộc vào đầu không? Lấy cái đũa này. Cái đũa. Buộc vào cái đũa không sổ có mang nhỉ. Thôi anh em ơi, quên không mang vợt nhá. À, quên không mang túi. Lúc anh nhìn thấy cái vợt là anh cứ nghĩ là cái túi đựng cá. Ôi giời ơi, thật. Đấy, có mùi tanh rồi đấy. Được. Thế nào. Anh quanh lại quên túi đựng cá. Thế mới vui. Túi đựng cá thì phải có cá. Này trộn mùi thơm này. Em định sọ kiểu gì? Đấy luôn mà thôi, để lại rồi. Đấy, được. Thế đầu kia làm mẹ cái đũa nữa. Xong cắm vào đầu bờ em ạ. Đũa nữa này. Một cái mình thả nước, một cái đũa mình cắm ở trên bờ nhá. Sò được không? Ông ấy sẵn vào cái đũa sò.
buộc luôn như kiểu buộc lưỡi câu ấy. Lưỡi sò nó rắt quá. Sò lựa được mà. Ủa thôi, khả năng sắp mưa đến nơi rồi. Sò như kiểu sò cá rô ngày xưa anh em mình đi câu ở quê ấy. Mất rồi. Không, em sợ cái dây này anh rách mẹ mà. Không sợ đâu. Đấy em buộc một cái đầu kia vào chắp vào cái đây xong rồi ra thả ở đây cắm xuống bờ được cái. Đây là anh thay mồi. Con thứ hai các cụ nhá. Mưa rồi. Dính hai lưỡi à? Cẩn thận nó đóng tay. Vứt ở ngoài đấy là. Điên. Rối lung tung. Không có túi đựng cá. Điên thật. Mồi này của mình trôi nó vẫn dính nhiều hơn. Ôi éo cái ô còn què này. Đang mở ra cá nó ăn. Đây, lăng sư thần thánh đây. Đấy, em cứ vứt tạm lên cái bờ. Đây đánh ra cái ô. Mưa rông gió bấc rồi. Đèn. Hai anh em ngồi câu được tiếng. Mưa to à? Vẫn còn cá à? Rồi, đang mưa to lắm anh em ạ. Nó làm vèo vắt cái cần tổ sư thì nó. Gấu à? Dế nó ra bên này không? Đấy, vượt. To. Gấu hơn 2 con chim. À. Đi đâu phải cầm theo cái ô. Ui, nếu là có cái sắt ở đây này. Mắc cây à? Cành cây ở đấy rồi. À. Đấy à? Đòi. Ừ. Mẹ này quấy khỏe nhỉ? Hay mắc cành cây? Chỗ đấy có cái cành cây em. Đấy rồi. Mắc cành cây rồi. Đây vào, phát rồi anh ơi. Đấy á. Đấy à, con này được á. Nó lôi phát nó bổng cái cần lên. Ui, sợi vật ngu. Rồi, vẫn được. Đây đã. Cái này to phết thế. À, này được. Kim đây. À, cái này ngon đấy. Nhờ nó lôi cần phịch quá. Cẩn thận.
em túm một cái em cho ra ngoài trước ấy, kẹp vây xong rồi cho nó đỡ dẫy. Gỡ cái này ra sau. Anh đang ngồi tự dưng nhìn cần nó lôi bật phát cái đít cần lên. Chàng ống mới rồi. Đấy, nó đúng chỗ phong thủy cái nó khác nhỉ. Đấy, có cục sẵn đấy. Em vụt đi xem nước lèo nước lồng nó đến đâu. Ta đây. Xem mẹ nghe cái áo bây giờ. Xem cái phao khủng này bị cuốn rối á. Không rối à? Ừ, chỗ đấy đang ăn, nói chỗ đấy đi. Được. Mưa gió này. Em khóa máy vào Linh ạ. Ờ. Nó giật vào trong bụi cây ấy. Trong bụi cây mất ấy. Mình đang ngồi chưa xong thì nó bỏ cái đít cần lên. Mỗi lần cá lại cho lên sỏ cho anh xiên rồi. Chứ cạnh cứng ra luôn rồi. Ở đấy, địt. Mẹ. Mẹ cái lọ thì quên kia. Ừ. Bé này thì xác định ướt mẹ đi. Chè cái túi cần đi. Cái tội là cái tội. Ờ. Cái tội là cái tội không mang túi câu cá. Không mang túi đựng cá. Mẹ nó có dây không phát lưỡi không kéo đứt tay em ạ. Nà hơn đi. Dòng không thấy. Đấy là từ con này. Xếp hàng đấy nhờ. Một sợi này em sợ đứt mẹ anh ơi. Một sợi dây cước. Thế nó bị xoắn với nhau. Xoắn mắc mang chết bố đấy. Xoắn à? Con này xoắn. Xoắn. Được rồi. Túm xách ở đây. Không có đứt tay đấy. Sợ rách mẹ hết mồm chết anh. Cái mẹ. Sợ xuống nó còn mất mẹ đi. Tội đi câu không mang túi à. Cẩn thận thế. Mưa gió được con cá mà cũng
mất mẹ những ướt người thì ướt một cái cũng được, mệt. Nắng mưa to nó làm bịch cái gì rô hay thiểu hay chép con hay trôi con nhấc nhấc này nhấc nhấc được em ạ, đúng nhịp nó nhấc được. Ui vượt 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 ngon con vượt 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 em ạ. Ui giời con vượt ôi con vượt ngon thế này, con này chả 6 lạng à nhờ, tưởng trôi nó ra bằng vượt. Ui nó nhảy phát dây xoắn tít lò hết cả lên. Ôi còn ồn con này, con này sống dài khả năng cũng để bà nó ở đây nhỉ. Ui đau mũi à, mồm à, mồm 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 trong à, nó vùng ngoài hút xốp kiểu thả mẹ này. Con này sống dài dài đấy, để được sống con dài lắm ấy. Với con sau thì xiên cơ thể được đấy. Linh mát tay phất cái đùa đó không, để anh nắm em ném kia để anh thay này anh nắm. Thế mà nó lôi bảnh cả cần lên láo nhỉ. Nó mở cả hai bên à. Cái kia nó đóng. Bên kia đóng chưa? Bên kia đóng chưa? Bên kia nó đang mở nó đóng. Đẹp ấy, con này đẹp ấy, đẹp ấy, đẹp ấy. Chúng con chùi gấu luôn. Chép, 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 chép bà con ạ. Ui, nó đóng, cái lăng xê nó đóng, nó rách cả mồm ra. Đang đơn hàng. Ây xưa, nó đóng ở đâu? Đóng một lưỡi vào trong mồm. Giờ nhóm em cầy đấy à. Đúng rồi, nhóm em cầy đấy, em soi đang quay à. Okay. Chép anh em đóng xong kìm kìm ở trên mộ này. Mấy hôm anh thấy nó quảng cáo có cái gỡ lưỡi câu à. Đấy, kim đây, kim đây, kim đây, kim đây. Con chép này được hơn cân, cân 2. Vàng ươm nha. Ok anh em nhé. Rồi. Cố gắng mỗi ngày kiếm triệu vậy. 7-800 một triệu thôi. Làm lại.
giờ xong rồi đấy, cá ăn đi ăn đi. Tí thử lấy máy của em quay xem nó có hơn không. Anh vẫn đang quay à? Không. Đây, ấn nút quay này. Đâu. Em chỉ được cái lừa anh thôi. Đây, lại đóng hàng anh em nhé. Con thứ 6 à. Con này ngoan nhỉ. Em. Ui, cái bài tí. Nhưng mà lôi cần gốm đấy. Bé phải cẩn thận. Thế mà lôi cần đến, lôi cần đánh dầm phát. Má. Mày túm được cái đít cần. Cái máy mắc lại cái máy. Nó mắc lại cái máy câu không có thì. Ô. Con ôn con này mà dãy gốm thế. Vượt hè nào dẫn đi. Ồ. Ở thôi. Đây. Lùng côm thế nhỉ. Lại là cá vược anh em ạ. Ôi nó kéo van đi. Bật luôn trong cần à? Cắm lại. Cho vào ổ đây, dễ làm việc. Trôi phải vượt đấy mà. Ui, tưởng vượt mà trôi. Con này mới lạng không biết. Lôi cần 6 lạng lại. Như đúng rồi. Mình tưởng to lắm thì phát. Dạ. Ung phát là con khác. Ok. Linh mát tay ném phát đây xem còn to hơn không. Chắc nó cũng đàn thôi. Mẹ thằng chủ hồ nó không thả cá to mà ông cứ kêu cứ đòi là nếu mình cá to. Chủ yếu bắt cá gấu. Chẳng qua mấy con này nó bị tai nạn. Đây là pháo. Cả con là pháo. Lưỡi nó phải tơi như thế, đạt chất lượng. Mấy con ôn kia nó dãy xoắn tít cho lò. Được phi phịch phát tưởng bay gần nước ngáo thật. Mắc đâu à? Sợ mắc lại cả vào máy. Được không? Được. Ngon không? Được đấy, đẹp đấy. Ui, chỗ đấy đúng con to đấy. Phao lổi rồi, đẹp. Khóa luôn máy em ạ, không trong đây. Con này zip phát là vào cây luôn. Anh em là đi câu với buổi mưa rào. Ở dưới này nó có chỗ cắm không? Nó có chỗ nào để cắm? Đây. Lốt cũ của Hoàng Hải hôm trước cắm này, lỗ này sâu rồi. Đâu lỗ đấy em vừa dò. Có một cái lỗ sâu lắm hôm trước Hoàng Hải nó cắm ở chỗ đéo rồi. Một lỗ tít đầy. Dưới nó sỏi ruồi, đá lung tung, khó cắm.
có được mẹ em ra. Ừ. Được rồi. Kệ cha nó em ạ. Cẩn thận hơn như thế này. Dạ. Ừ. Nhảnh dài thế, mình đã vừa cần đây, gần vặn. Để anh nghỉ nghỉ sai lầm. Ôi, vẫn còn nguyên. Chắc trôi. Em quay đi chút cho. Đấy, trôi. Lấy một điện thoại vượt cho sáng. Điện thoại tôi đéo trong nước, trong nước tôi vứt bài. Từ từ đứng dính mẹ ngoài rồi, dính ngoài vợt. Dính ngoài vợt rồi. Nhấc cả vợt lên. Ôi. Nhấc lên. Không nên bùng bắt. Ôi. Cúp vợt xuống. Nó mắc. Bảo nó mắc vào rồi, lúc em rúi xuống nó mắc mạnh vào rồi. Ngon. Rồi. Vào nước. Cho vào trong kia. Kéo vậy mẹ dính vào chân. Con này bé nhỉ. Mày mà toàn thế này. Bây giờ nó ngày khó. Có được một con hay hai con? Có mất mà. Ừ, nuôi được hai con. Được hai con là chim. Cái bà nó đang nuôi cái này đâu em ạ? Thì là nó cá chim nó cắn được cái chua này lẩu canh à. Hai con chim bằng này còn kho dừ. Con to nhất thì thằng Quỳnh Dầu ra nó bắt để thịt. Thằng Quỳnh Dầu bảo ông bỏ cái tay ra bóng tre vậy. Cái nó mổ ruột cái thứ ngon lành rồi ra đây khoang phắng đây thì nó quấy. Phóng nó to lên, phóng con cá to lên để cho mấy ảnh ấy. Không có nào thế, phóng chí. Có là ăn vậy. Ở đấy, ôi ông Hà chơi của đấy thì ác đấy. Đây à? Nó mới to. Chụp ảnh gửi đi nó mới to. Tầm 5 lạng thì nó cũng phải tầm 5 cân. Đúng rồi. Đấy. Rồi, nhưng mà mình sẽ có cái đôi dép bé bé trẻ con ấy. Anh em ơi, đây là size 42. Bây giờ chỉ cần đứng để cái chân mình vào. Nhìn cái nó biết ngay. Nhìn biết sao này. Này, 7-8 lạng. Em cứ thả đây thôi. Lúc nãy nắm sẵn rồi đúng không? Em ném hiệu quả đúng không anh? Sẵn nào dính đúng không? Em ném tiếp đây. Cho hiệu quả. Ảnh ném có cái kìm không? Có đây. Có kìm. Gắp cá vào. Cứ tịnh kệ bộ. Từ. Đằng ngày hôm mình rốt cái bia cái nước thùng đấy thì mở bia ra mà rửa cá vừa lớn vừa thơm vừa ngon. Ra hồ rửa. Mổ xong hết rồi để rồi nó vẫn chạy anh. Anh biết anh này, nó phi mẹ rồi đâu ngày. Xong rồi có lúc sau có tin không? Xong rồi là anh ra anh bắt con khác, anh mổ. Cái chủ nhật vừa rồi á? Nhưng mà lúc vừa mới hạ cái túi này xuống cái thì thấy con trôi nó chui mẹ ra ngoài. Và ra con cá chim nó cắn thủng này. Thấy mẹ cái cành này lúc nãy cũng mắc, bây giờ cũng mắc. Đấy đẹp đấy, ui xùi, lại trúng đầu con trôi to. Này, hãy cho anh chỗ này vào nữa. Ok, dính luôn. Mình nó vừa lèm cái lôi luôn. Cuốn từ từ thôi bạn ơi, không có là đéo còn dây mà cuốn. Kiểu đéo gì, đứt rồi. Đứt rồi. Đây ngon. Sao nào? Dây đó. Đây này. Không, cuối này nó giật mạnh quá. Nào. Đây. Rồi. Giống một máy. Linh nó không để Linh lấy cái đó. Linh lấy cái đó đó. Ông Tuấn soi đâu? Đây. Đang soi. Mình thấy nó đã địt mẹ mút pha luôn. Bắt rồi. Đây vẫn đây này. Vẫn đây. Đây này. Thằng Linh đang kéo đầu kia rồi. Mất tay đi. Mất à? Mất. Hết rồi. Bé. Trôi. Mất rồi, nhồng phát là mất rồi. Anh em về nhá. Sản phẩm của ngày hôm nay tôi nhờ cô em nó mang túi xuống nhá. Cậu hơn 3 tiếng. Ok anh em về nhá. Khớ đấy. Sản phẩm hôm nay đây anh em. Ngồi khoảng tầm hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng anh em nhé.
về mưa, mưa to quá anh em ạ. Định câu đến sáng cơ. Anh em đấy. Đấy, mồi hôm nay trộn xong thì đi test luôn cả anh em đấy nhá. Anh em thấy không, mình để lại một cân mình câu rồi, hơn cân mình câu rồi, thế còn 4 cân thôi. Anh em nào lấy mồi hoặc là lăng xê thì cứ để lại số điện thoại cho mình. Ok, hẹn anh em ở các cái video sau. Anh em nào thắc mắc gì về mồi bả trộn trước các kiểu gì thì cứ để lại cho mình, để hỏi mình trả lời. Ok. Hai nồi đầy bự cá anh em nhá. Này thì bây giờ đun qua đây để mai làm ruốc đây các bạn, muộn lắm rồi. Ok đấy anh em, lăng xê hôm qua đi câu về này, 2, 4, 5 ớt thế chết, vẫn mất một bộ. Qua có bị mất bộ nào đâu nhỉ, sao đây được có 5 bộ nhỉ. Đây anh em này, đấy anh em đi câu về thì rửa sạch đi xong treo lên để cho nó khô. Khô sau đấy đây anh em cho vào hộp thì câu không bao giờ nó bị hỏng anh em nhé. Đấy rửa sạch đi, bây giờ nó khô rồi anh em cho vào hộp cất đi.